Giáo viên ngoại ngữ, nguyên văn là ngoại ngữ, giáo viên. Ngoại ngữ lão sư. Ngoại ngữ lão sư. Anh ấy là giáo viên ngoại ngữ. Ta shì wài yǔ lǎo shí. Ta shì wài yǔ lǎo shí. Anh trai tôi là giáo viên ngoại ngữ. Wǒ gě gě shì wài yǔ lǎo shí. Wǒ gě gě shì wài yǔ lǎo shí. Bố tôi cũng là giáo viên ngoại ngữ. Wǒ bà bà yě shì wài yǔ lǎo shí. Wǒ bà bà yě shì wài yǔ lǎo shí. Hãy nhắc lại từ đây. Zhè. Zhè. Từ này trong khẩu ngữ thường được nói thành zhè. Zhè. Hãy nhắc lại từ kia đó. Nà. Nà. Từ này trong khẩu ngữ thường được đọc thành này. Này. Cô giáo Trần chào cô. Đây là anh trai em. Anh ấy là giáo viên ngoại ngữ. Trần lão sư, nín hào. Chê sư wǒ gě gě, tà shì wài yǔ lǎo shí. Trần lão sư, nín hào. Chê sư wǒ gě gě, tà shì wài yǔ lǎo shí. Đây là bạn em. Chê sư wǒ pěng yǒu. Chê sư wǒ pěng yǒu. Bây giờ hãy thử nói. Chào anh cũng là giáo viên à? Nǐ hǎo, nǐ yě shì lǎo shí ma? Nǐ hǎo, nǐ yě shì lǎo shí ma? Bây giờ hãy nghe từ bác sĩ. Yī shēng. Yī shēng. Yī. Yī. Sheng. Sheng. Yī sheng. Yī sheng. Hãy nói bác sĩ. Yī sheng. Yī sheng. Tôi là bác sĩ. Wǒ shì yī sheng. Wǒ shì yī sheng. Mẹ tôi là bác sĩ. Wǒ ma ma shì yī sheng. Wǒ ma ma shì yī sheng. Bố tôi là giáo viên ngoại ngữ, mẹ tôi là bác sĩ. Wǒ bà bà shì wài yǔ lǎo shí, wǒ ma ma shì yī sheng. Wǒ bà bà shì wài yǔ lǎo shí, wǒ ma ma shì yī sheng. Hãy nói lại, giáo viên ngoại ngữ. Ngoại ngữ lão sư. Ngoại ngữ lão sư. Hãy nói lại từ Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Người Việt Nam. Việt Nam nhân. Việt Nam nhân. Người Trung Quốc. Trung Quốc nhân.
Trung Quốc nhân. Bây giờ hãy nghe từ tiếng Việt Nam. Việt Nam ngữ. Trong đó từ ngữ là từ ngữ trong từ ngoại ngữ. 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 Việt Nam ngữ. Việt Nam ngữ. Tiếng Việt Nam. Việt Nam ngữ. Việt Nam ngữ.